như nước chia ngàn trăng, hay thấy biết rành rõ. Đó, dụ như nước chia ngàn trăng, hay thấy biết rành rõ là ý sao? Bởi vì trên bầu hư không có một mặt trăng, trăng đêm rằm, trong sáng. Khi mặt trăng trong sáng ở trên hư không đó, nhìn xuống dưới đất có nhiều ao, nhiều hồ, thì mỗi ao, mỗi hồ đều có mặt trăng hết, phải không? Như vậy thì muôn trùng ao hồ đều có muôn trùng mặt trăng. Nhưng mà biết muôn trùng mặt trăng đó ở dưới ao hồ đó, biết nó là sao? Nó là cái bóng, phải không? Như vậy thì tâm mình, trí mình nó sạch, nó sáng rồi á, thì muôn sự muôn vật trên thế gian này mình biết giống như là bóng mặt trăng dưới trăm ngàn ao hồ. Nó là cái tạm bợ, là cái hư giả. Nó thấy biết rành rõ như vậy. Còn mình bây giờ tâm chưa như, chưa phải là chân như, cho nên gương trí tuệ mình thì sao? Bụi lớp chừng ngàn lớp. Bởi vậy cho nên rồi thấy cái gì cũng không rõ hết, tất cả cái giả tưởng là thiệt hết trơn. Đó là cái chỗ mê lầm của mình. Thấy biết rành rõ mà thường rỗng lặng, rỗng tức không tướng, lặng tức không sanh. Đó, mình thấy biết tất cả pháp nó là hư dối, là tạm bỡ, biết rành rõ như vậy, cho nên tâm mình nó vẫn thường rỗng lặng. Đó, bây giờ quý vị thấy cái gì mà biết nó là giả, không có bận lòng nữa, thì lòng mình nó được yên. Đó, lòng mình yên tức là không có dính kẹt vào tướng. Đó, còn nếu mình không yên thì nó lại bị dính kẹt, mà dính kẹt thì có sanh. Còn nếu yên tức là không sanh, tức là đi tới vô sanh. Vô sanh tức là niết bàn. Chẳng bị thiện ác trói cột, chẳng bị động tịnh thu nhiếp, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn. Đó. Như vậy thì mình không còn mắc kẹt hai bên là thiện là ác, bị cái thiện ác nó trói cột, không bị động tịnh nó thu nhiếp, tức là đây chỗ này động, chỗ kia tịnh, mình cũng vượt qua hết. Như vậy thì đối sanh tử mình không chán, đối niết bàn không ưa, sống một cách tự tại như như, chứ không bị trói cột bên nào hết. Thường thế gian thì dạy mình phải biết phân biệt cái nào là thiện, cái nào là ác, phải không? Mà trong đạo Phật cũng dạy mình nữa. Bước đầu vô Phật dạy mình sao? Phải làm thập thiện, phải tránh thập ác, thì tức là phân biệt thập thiện ác. Mà tới đây thì dạy chẳng bị thiện ác trói cột. Bởi vì tâm chúng ta phân biệt thiện ác thì mình cho đó là việc thiện, ai làm cái mình khen. Mình cho đó là việc ác, ai làm cái mình chê. Mà mình khen thì thương, mình chê thì ghét, phải không? Thì từ cái đối đãi thiện ác, đối đãi phải quấy đó mà chúng ta có tâm thương ghét buồn giận đủ thứ hết. Bây giờ không còn cái niệm đó nữa thì có thương ghét gì đâu. Mà tâm không thương ghét là tâm hết động. Hết động đó là trở lại cái như như. Bởi vậy cho nên nó chẳng bị thiện ác trói cột, chẳng bị động tịnh thu nhiếp, chẳng chán sanh tử, chẳng ưa niết bàn. Mình bây giờ tu thích niết bàn, sợ sanh tử quá, phải không? Cho nên ở đây mới nói rằng cái đây là cái tối thượng thừa là chỗ đó. Còn mình sợ sanh tử, cầu niết bàn, đó là gì thừa? Là nhị thừa, còn hai bên. Vì vậy nên cái chỗ cao tột của sự tu hành nó phải là siêu thoát như vậy. Không chẳng hay không, có chẳng hay có, đi đứng nằm ngồi tâm không dao động, trong tất cả thời được không chỗ được.
Đó. Không chẳng hay không, có chẳng hay có, tức là mình không mắc kẹt ở chỗ không, cũng không dính ở chỗ có. Có không đều không kẹt không dính. Đi đứng nằm ngồi trong bốn quay nghi, tâm không có dao động. Bởi vì không kẹt bên nào hết thì còn gì mà dấy động. Trong tất cả thời được không chỗ được, sống bằng tâm thanh tịnh đó là được. Nhưng mà được không có gì để được hết, chỉ là tâm thanh tịnh thôi. Ba đời chư Phật giáo chỉ như thế, Bồ Tát từ bi thay nhau truyền nhận. Như vậy cái chỗ này là chỗ ba đời chư Phật chỉ dạy, cái giáo lý của Phật nhắm thẳng cái chỗ như vậy đó, chúng ta phải thấy phải biết. Còn Bồ Tát vì lòng từ bi thay nhau mà truyền và nhận, người này truyền người kia, người kia nhận ở người này, đó là ý nghĩa như vậy. Thì như vậy thì tới đây mới dẫn chứng các tổ từ Ấn Độ đến Trung Hoa. Sau khi Thế Tôn diệt độ 28 vị tổ thiên trúc, đồng truyền tâm không trụ, chung nói tri kiến Như Lai. Đó. Sau khi Đức Phật Niết Bàn rồi, thì 28 vị tổ ở Ấn Độ mà đồng truyền tâm không trụ, không trụ là tâm không dính mắc đó, rồi cùng chỉ ra cái tri kiến Phật cho chúng ta biết đó, thế nào là tri kiến Phật. Như vậy thì chư tổ kế thừa Phật chỉ ra cái chỗ Phật đã được, chỗ Đức Phật đã chứng cho chúng ta tu để được, để chứng. Đến tổ Đạt Ma Trung Quốc là đầu, thay nhau trao truyền đến nay không dứt. Đó, thì tổ Đạt Ma là người đầu sang Trung Quốc truyền trao cho tới đời Đường. Chỗ truyền bí giáo cốt mong được người, như châu nhà vua trọn không cho lầm. Cái giáo bí mật này cốt mong được người, tức mong được cái người có được cái trình độ, có được cái tâm trong sáng để mà nhận. Cho nên cốt mong được người, mà được người chỉ chẳng khác nào như nhà vua đem hột hạt châu báu mình cho người vậy, chọn cho người đúng chứ không cho lầm lẫn. Cho nên chọn không cho lầm. Vì vậy mà các tổ truyền nhau không có để lầm lẫn. Phước đức trí tuệ hai thứ trang nghiêm, hạnh giải hợp nhau mới hay dựng lập. Cái người tu phải có đầy đủ phước đức trí tuệ, hai thứ trang nghiêm. Có trí tuệ mà thiếu phước đức thì tu không có được kết quả tốt. Còn có phước đức mà không trí tuệ cũng như vậy. Cho nên phải có đủ hai thứ đó. Hạnh là phước đức, giải là trí tuệ. Hai cái đó phải hợp nhau mới hay dựng lập. Người nào tu phải có phước đức, phải có trí tuệ, hạnh giải nó đồng nhau thì mới dựng lập. Cho nên trong đó có câu nói là hạnh giải tương ưng, danh bị viết tổ. Đó. Như vậy hạnh giải hợp nhau thì mới được dựng lập. Rồi đây, chỗ này y là tinh pháp, pháp là chủ y. Đó. Y sở dĩ gọi là truyền y để làm gì? Y là để cho người ta tin rằng người đó được cái pháp, cho nên được tổ truyền y. Pháp là chủ y, cái pháp của chư tổ mà chúng ta nhận được, đó là cái chủ